quý vị, theo dõi kỳ họp lần này của Hội đồng Nhân dân thành phố, cử tri thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về khôi phục kinh tế, an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch tại địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hiện nay thì cái tình hình đang mình tức là gọi là gần như là nói sống chung với dịch. Thế thì vừa sản xuất vừa bảo đảm phòng chống dịch tốt thì tôi nghĩ rằng là Hội đồng Nhân dân thành phố trong cái khóa này đầu tiên là phải ghi nhận được những cái thành tích đó của cái đảng và chính quyền, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và các hội đoàn thể thành phố trong thời gian vừa qua. Cái thứ hai là mình có những cái ban hành các cái nghị quyết, chính sách để tạo điều kiện vừa chống dịch vừa thực hiện được với hình thức là gì? Đầy đủ nhất, chính xác nhất và kịp thời nhất thì để vừa sản xuất, vừa chống dịch, vừa có cái cơ chế để cho cái cấp chính quyền họ thực hiện nó hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nhân dân Đà Nẵng nói chung và cử tri như chúng tôi nói rất kỳ vọng vào cái cuộc họp này. Hôm nay kỳ họp thứ tư của Hội đồng phố là kỳ họp cuối năm và nó cũng đang ở một cái giai đoạn hết sức là đặc biệt. Với tư cách là cử tri thành phố thì tôi mong rằng là Hội đồng dân thành phố sẽ đưa ra những cái quyết sách và những cái biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người dân toàn thành phố và đồng thời là thực hiện tốt cái việc là đảm bảo phát triển kinh tế và an sinh xã hội cho người dân. Nhất là dịp cuối năm này đảm bảo cho tất cả các hộ dân thành phố Đà Nẵng thì đều có một cuộc sống no đủ và an toàn. Tôi cũng mong muốn cho chính sách của thành phố là hỗ trợ cho bà con là trong cái đại dịch vừa qua là mất công ăn việc làm, thất nghiệp là xe thồ, xích lô, bán hàng rong và đi làm thuê, làm mướn, thợ sát. Thành phố làm sao là giải quyết sớm để cho bà con là có mong muốn của bà con là để có cái dù tuy là không nhiều nhưng là một phần để mà cho bà con phấn khởi, vui vẻ, có thể là trước làm càng sớm càng tốt. Tổ COVID cộng đồng rất là vất vả. Tôi nói cái đợt thứ tư mà các anh là vừa đi cung cấp thực phẩm này cho các hộ dân này, vừa là đi xét nghiệm này kia khác nọ thì cái vấn đề đó là đáng là ghi nhận trân trọng nhất trong các anh tổ trưởng tại cộng đồng. Thì điều tôi mong mỏi rằng là cũng đề nghị chủ Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như các cái lãnh đạo đảng rồi Ủy ban Nhân dân cũng quan tâm thêm về cái chế độ cho cái tổ COVID cộng đồng